Thưa quý vị, tại những nơi đang được xác định là ổ dịch, cần triển khai truy vết thật nhanh, xét nghiệm thật nhanh đối với ngay cả các ca là F2 chứ không chỉ là F1 như trước. Đây là một trong những chỉ đạo được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 đưa ra nhằm sớm có thể phát hiện truy vết khoanh vùng các ổ dịch tại cộng đồng. Tại cuộc họp hôm nay, ngành y tế cho biết với các ổ dịch tại Hải Dương và Hà Nội chắc chắn sẽ còn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc trong thời gian tới vì đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Để ngăn chặn hiệu quả, cần truy vết và lấy mẫu thật nhanh. Trong đó, xét nghiệm COVID-19 cho cả các ca là F2. Ngành y tế cũng yêu cầu mở rộng lấy mẫu xét nghiệm ở những khu vực nghi ngờ như các bệnh viện, nhân viên y tế, bệnh nhân, khu vực phòng khám. Chúng tôi yêu cầu là kể cả F2 cũng tiến hành lấy mẫu làm xét nghiệm. Chứ không cần phải đợi tới khi mà cái ca F1 trở thành F0 thì chúng ta mới nâng lên thành F1 để chúng ta lấy mẫu, bởi vì đối với tình hình dịch Hải Dương chúng tôi nhận định nó lây nhiễm trong cộng đồng. Thế cho nên là chúng tôi cũng xác định là cần phải có mở rộng cái xét nghiệm ra, tập trung là truy vết thật nhanh, khoanh vùng thật nhanh, lấy mẫu thật nhanh và làm xét nghiệm thật nhanh. Thì chúng tôi cũng nhận định là có thể trong ngày tới sẽ có những cái ca mắc nữa. Đối với Hà Nội thì báo cáo chí là ngày hôm qua, ngày hôm nay ghi nhận thêm các ca mắc. Và ca mắc của Hà Nội là lẻ tẻ, và tất cả các ca mắc hiện nay cho chúng ta ở Việt Nam thì đều có cái liên quan tới cái ổ dịch của Đà Nẵng. Liên quan đến vấn đề vaccine COVID-19, các chuyên gia cho biết, cho dù là vaccine có hiệu quả và được tiêm ở nước ngoài, nhưng khi được đưa vào Việt Nam vẫn phải trải qua những bước thử nghiệm bắt buộc để đảm bảo an toàn trước khi tiêm trên diện rộng. Thời gian này phải mất ít nhất từ trên 6 tháng đến 1 năm. Một vaccine mà đã sử dụng ở nước ngoài và Việt Nam thì có lẽ ta cũng không phải làm các cái thử nghiệm ở trên thử nghiệm hoặc động vật, nhưng chắc chắn vẫn phải áp dụng trên người để chúng ta thử nghiệm tính an toàn và tính hiệu lực của cái tính sinh miễn dịch của vaccine đó. Và thời gian ấy, thì chúng tôi nghĩ phải mất trên 6 tháng mà đến 1 năm và thậm chí một vài năm. Ban chỉ đạo nhận định trong thời gian tới có thể ghi nhận thêm những ca mắc mới ở các ổ dịch rải rác trong cộng đồng, ở tất cả các địa phương chứ không chỉ ở những nơi có dịch, cần nâng cao mức cảnh báo trong cộng đồng cũng như triển khai các biện pháp quyết liệt hơn. Trong đó, đặc biệt kêu gọi người dân cần thực hiện cài đặt các ứng dụng truy vết như nCoV, Bluezone, bắt buộc đối với những người nhập cảnh, các ca F1, F2. Thời gian vừa qua, thì do một cái thực tế là chúng ta kiểm soát được bệnh tốt dài ngày, cho nên có tâm lý lơi lỏng. Và bây giờ là lúc chúng ta phải nhìn vào thực tế là bệnh dịch còn kéo dài. Ít nhất phải 1 năm nữa thì vaccine mới có thể đến mọi người, cho buộc chúng ta phải tăng cường các giải pháp để chung sống thực sự an toàn trong dịch bệnh. Vì cái dịch còn dài như vậy thì chúng ta cũng phải làm mạnh hơn một số giải pháp kỹ thuật để nhằm xác định vị những người có nguy cơ và để phục vụ cái nhiệm vụ truy vết và thực hiện cái chiến lược xét nghiệm hiệu quả tiết kiệm. Ban chỉ đạo cũng cho biết hiện việc lấy mẫu xét nghiệm không được triển khai dịch vụ thu tiền vì không thể đảm bảo được sinh phẩm để xét nghiệm cho tất cả mọi người dân. Vì vậy, việc này chỉ được thực hiện đối với những người có nguy cơ.